hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi thợ mỏ cho nhà bức tranh. Đó chính là hình ảnh của một chú chuột đang bám trên một cái chú diều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thợ mỏ cho nhà bức tranh này của mình nha các bạn. Mình sẽ tô màu cho hình ảnh cái chú chuột trước nhá. Một chú chuột là màu cam này. Chú chuột này thì nó đang cố bám ở trên cái chiếc diều không thì nó sẽ bị rơi nhá mọi người ơi. Tiếp đến thì mình sẽ tô đến màu đỏ nhá, để trang trí cho chiếc diều này. Những hình tròn bên trên thì mọi người có thể tô nhiều màu sắc khác nhau. Mình lựa chọn màu vàng trước nhá. Tiếp đến thì mình sẽ lựa chọn đến màu tím. Để tô màu cho những hình tròn bên trên này nhá. Tiếp đến thì mình sẽ tô đến màu xanh dương nha. Mình sẽ gọt cái chì nữa. Tô màu xanh dương cho cái chiếc diều này nữa là bức tranh của mình sẽ hoàn thành nha. Phần bên còn lại của chiếc diều thì mình sẽ tô màu xanh lá nhé.
Đây mình sẽ tô tiếp màu xanh nhé. Đây mình sẽ tô tiếp màu xanh nhé. Và đây là bức tranh sau khi đã được mình tô màu xong về nhánh chuột đang bám trên một chiếc diều nha mọi người ơi. Và bức tranh của mình cũng đã hoàn thành xong nha. Mọi người xem video thì hãy nhớ luôn ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách ấn like, share cũng như subscribe để tiếp tục theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc video đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ở trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.